Xin chào, rất vui được gặp lại quý khán giả trên kênh Chú Cùi Vlog. Hôm nay trên đường đi quay thì mình bắt gặp ông chú này đây. Ông đang nằm trong cái căn nhà. Ủa, cái nhà này là nhà của ai mà sao ông nằm ở đây? Dạ. Rồi, ngồi nói không? Ông ở đâu, nhà ông ở đâu mà ông nằm ở đây? Nhà thờ là thuộc họ đạo gì? Dạ. Rồi sao mà chú nằm ở đây, chú không có nhà hả? Rồi ông có ăn uống gì chưa mà ông nằm đây? Sao không ăn? Tại vì mình không ăn hay là mình không có tiền mua? Rồi không có nhà luôn. Vợ con có không mà Vợ con có là tôi đâu mà năm nay dạ bỏ theo thằng trai cái kia. bỏ theo trai hả? Năm Trời ơi, nay chú bỏ rồi thôi ông nói lớn lớn giùm con ha. mà chú bỏ rồi nên rồi để sau này con cái miếng đặc biệt con miếng chú còn thật nhỏ nó Chú có nhậu nhẹt gì không? đâu. Em mình phải chơi vui vẻ chứ đừng chơi không. Cái giò chú con thấy nó bị sưng giống ngoại tử quá nè, nó bị cái gì vậy chú? Nó làm độc không? Trời ơi, chú không có đi khám bệnh hay là đi chữa Không trị sao băng lại mới được? bằng hết quá hết lần này lắm. Trời ơi, giò này của chú là mà không không xong là nó bị tháo khớp luôn đó, nguy hiểm quá. Chú đi bộ tối ngày vậy đó hả? Đi bộ. Trời ơi, cô chú anh chị ơi, mình quay cái vết thương này mà chắc mình phải làm mờ lại mới được. Chú có bị tiểu đường tiểu gì không mà Không chứ. không có nhà cửa gì trơn, giờ nằm ở đây? Không, nhà của tôi nữa. Nhà của con cháu nó đây là nằm nghỉ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Mà chú 63 tuổi. 63 tuổi. Được mấy đứa Vợ con chú, mấy người con? bảy đứa con. 7 người con mà không ai nuôi chú được hết á. Không có tư riêng cho. Để ba mình đi lang thang gì đó hả? Con được biết là chú là hình như là chú là người Công giáo phải không? Dạ không giống Con thấy đó. chú đeo cọng dây gì kìa, cọng dây chuyền, Đó, cọng đồng dây chuỗi. chú. Ừ, đồng chú. Trời ơi, Đồng chú lần hột đâu rồi lấy ra con coi được không? đó. Lần hột luôn Nói à? để mình được cái lần hột. Chú không có nhà cửa, đi lang thang ngoài đường như nào, nhưng mà còn nhớ lần hột ha, lần chuỗi. Thì con xin chúa rồi. Chú tên gì chú? Nguyễn Văn Thuộc. Nguyễn Văn Thuộc hả? 63 tuổi. Sinh ngày 857. 63 tuổi mà chú nói là vợ chú đi theo con trai hả? Theo mấy năm nay. Trời ơi, sao mà đi theo trai rồi bỏ chú như thế này? Chơi chú nghèo hay là sao, hay là chơi chú già hay là như thế nào? Không phải cho cái nghèo tại nó con người nó thích thì thôi. Chứ không phải là nghèo giàu chú đâu có đến nỗi đâu, nhưng mà nó chỗ người kia nó còn nhỏ hơn chú, nó còn mạnh khỏe hơn chú, lên ở người kia Trẻ hơn, nó giàu có lắm, nó có giàu có giàu có rồi rồi, trẻ hơn nữa. nó có nhà nhà trọ nó Rồi tự ra chứ khổ bỏ chồng theo trai rồi lâu rồi, bao lâu rồi chú? hôm nay 6 7 năm 6 7 năm rồi. có rồi. có còn liên hệ với chú không, liên lạc với chú không? Không thăm lên gì luôn. Không Rồi từ chỗ đó rồi cho đến ngày hôm nay là chú buồn chú đi vậy đó, hay là chú ngã bệnh luôn vậy đó? buồn đi vòng vòng Trời ơi, như vậy là chú có thất tình hay là chú nhớ nhớ không bà phải không? rất là nhiều, nhưng mà tôi nghĩ cho con cháu thôi. À, Đi vòng vòng chị em con cháu vòng vòng thôi, chứ còn riêng bả thì thôi giờ không còn gì nữa. dạ.
chú lấy cái gì chú đậy cái giò chú lại đi, con thấy ruồi nó bu nó sẽ bị ngoại tử gì nhiễm trùng. Trời ơi, cái giò này có nguyên nhân sao mà nó bị vậy chú? Sao tự nhiên cái chú ấy cái nó cổ á, Chú có bị ngã xe hay là bị chú té, té? chú bị chú té, Tự té luôn. Trời té ơi. thì đâu làm độc cũng... Rồi có đi khám bệnh hay là có bị tiểu đường gì không? có đi khám mà lấy chụp hình này nó Chú phải mua cái nước vệ sinh để mà rửa cái giò hoài rồi băng bó lại. à. Chứ chú để gì hoài là ruồi nó bu á. Rồi thậm chí là nó đẻ trong đó luôn. Rồi nó cứ dơ gì nhiễm trùng hoài, từ từ nó sẽ bị ngoại tử là chú tháo khắp luôn đó, không phải chơi đâu. À. Cũng sợ Con cũng là người Công giáo, con lắm thấy chú đeo sợi chuỗi là con biết người Công giáo rồi. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, chú này là chú tên Thuộc hả? nhưng mà Nguyễn Văn Thuộc là người Công giáo luôn cô chú anh chị. Năm nay chú 63 tuổi rồi. Thì chú nói là chú có 7 người con. Và ai cũng có chồng có vợ riêng tư hết rồi. Rồi vợ chú thì cách đây 6 7 năm bỏ đi theo trai, theo một cái người có điều kiện hơn mình đó. Rồi từ chỗ đó chú buồn, chú đi lang thang như thế này, không không có nhà cửa ở, rồi ngủ bờ ngủ bụi như thế này nè. Giò cắn thì bị nhiễm trùng, hỏi ăn cơm chưa thì lại chưa ăn, không có tiền ăn. Tối chú ngủ ở đâu chú? Ngủ ở đây luôn hả? Trời ơi, ngủ ở đây rồi mưa gió sao con thấy nó tạt ướt nhẹp hết trơn nè. Chú có mụn không? Không Không có mụn nữa hả? có Cái bệnh mụn. nó sình đất không vậy, sao chú đắp được? Hay là muốn nói vậy? Chú không có dép mang luôn hả? Con thấy có chiếc dép một mà ta lấy hả? Trời ơi, ông già vậy mà lấy chú bóng chi trời. Anh ruột của chú hả? Ủa anh ruột của chú lại lấy của chú chiếc dép là sao? Nó lấy phá ông cho chú ăn Anh ruột của chú hả? anh ruột Nhà gần đây không? nó thứ bảy chú thứ bảy nó chứ Trời ơi. nó ở cũng ở nhà thờ Anh ruột chú mà đi phá chú gì đây hả? Ổng ghét chú hay là sao? nó ghét tại vì có nghĩa là chú có ăn hơn nó thành thử ra nó nói chú gì dễ thôi nó ghét chú gì thôi Có ăn hơn chứ ổng. chứ gì thật là chú không có gì ác không gì ác chứ là ổng là anh mà ổng thứ ba thứ tư thứ bảy Dạ. tôi cho ổng không có nhiêu tiền bạc nếu ông cho là gạo ông cho là bò ông cho là cái gì cũng có tao mà không được gì Mà sao là đi đi hại em mình vậy? Kỳ. Chú giúp ổng nhiều quá mà ổng đi hại chú vậy kỳ vậy? đúng rồi Bây giờ chú cho con hỏi này, ngày xưa chú có đất, có cát, có nhà cửa mà giờ còn không? bây giờ đất đề còn Đất thì còn. nhà không có À, tức là mình đã ruộng đất còn hư là đất ruộng hết đàng rồi. hoàng của bạn chú có đàng hoàng luôn Chú ha. của bạn chú có đàng hoàng bò chú bị bỏ bị bỏ chú đồng lắm nhưng mà sao Sao chú có điều kiện gì mà chú đi lang thang, chú nằm gì làm sao? còn để cho con nhìn dữ À, chú nhường lại cho con. Rồi chú đi tay không, đi ra lộ vô gia cư như thế này đây. Trời ơi. Rồi giống như cô quá là gần gũi Rồi ông chú gì đó, ông chú gì anh của chú đó đó là nhà ông trên đây hả? mà nó ở dưới nhà thờ Rồi ông thấy chú ở đây vậy là ông cũng lại ông phá nữa. Sao kỳ vậy, không giúp em mình mà kỳ vậy ta? Rồi chú cho nó không biết kiếm tiền bạc Rồi quay trở lại phá. Ngày xưa chú có thù ghét gì với ổng không? không đó, tại vì chú có ăn thử ra chú cũng cho đàng hoàng chứ mà cuối cùng nó không phản là không lắm Phản. Mà ổng là người Công giáo luôn. nó quánh rồi nó quánh chú rận nó thục ở giường chú này tại chú xỉn ngủ đó. Trời ơi. Nó thục ở giường chú này nằm mấy tháng rồi luôn Ổng đánh chú hả? ừ. Là dành ăn là đã đánh hay sao? Hay là... Không phải giành ăn gì nó ghét tiền mà không cho nó đó À...
Đứa nó quấn nó chú. Mà ông cũng là người Công giáo luôn hả chú ha? Nó có người Công giáo mà nó đâu có đạo hạnh gì đâu. Nó không đạo hạnh đi. Nó đi Công giáo không đạo hạnh gì đâu. Không không có xúc sắn hả? Không có đi lễ lại gì đâu. Chú có thường đi lễ không? Không, chú có đi lễ rồi mà. Chú có đi lễ. Xin tội có lễ rồi mà. Sao không, chú không vô nhà thờ chú kiếm chỗ nào đó nên chú nằm chú nghỉ, cha có thể cho giúp hoặc cái gì sơ chứ. Thì cha lúc đó. Cha lúc nào thường chú chú sao chú đi gì con thấy cực khổ quá, chú vô nhà thờ á chú kiếm cái chỗ nào đó rồi chú phụ tiếp trong đó cũng được, vô cũng được nhưng mà thấy phiền cho thầy lắm thôi. Sao phiền ha, phiền cho thầy quá, ta đóng ngoài đường, ngoài đường rồi của bác anh em rồi vô giống người phiền cho nhà thờ đánh nó. Dạ ngại vấn đề đó. Thì chú đi vậy là tổng cộng được bao nhiêu năm rồi? Chú đi nay được mấy năm rồi? Mấy năm? Hơn 3 năm. Hơn 3 năm nay. Thì ai cho gì ăn đấy? Thầy cô bác cho gì ăn đấy. Tối thì ngủ bờ ngủ bụi như thế này. Trời ơi, bắt cằn đời luôn. Nhà của cô bác là tối rồi cho ở. Chỗ này mưa là phải tạt là cái chắc rồi. Ôi. Có con nhưng mà cũng không có nhờ được hả chú ha? Rồi có anh em cũng như không? Anh em thì không có, con còn nhậu được, anh em nó nằm mẹ. Nó còn lấy mình đi, ổn khóc cho mình luôn. Vợ của chú bỏ đi theo trai như vậy là bao nhiêu năm rồi chú ha? 6-7 năm rồi. 5 năm. Mà lấy cái người đàn ông đó gần đây không hay là ở xứ khác? Đàn ông nó ở vòng Yên Lạc thôi. Vòng xây An Lạc Sài Gòn hả? Dạ. Trời ơi. Tại vì lúc đó chú đi mần quá trời chú ơi. À chú đi làm ngoài đó. Ừ. Rồi chú vậy. Đi hồ dạ chú bỏ chú ngoài từ đó. Nó bỏ đó. Rồi chú đi mần hồ, nó bỏ chú rồi nó đi gặp cái làm nhà chú nhà trọ. À. Đúng rồi luôn. Tới giờ luôn. Chú không có nói gì. Chú thấy mình cuộc đời của mình là xuống từ đó luôn. Ừ. Bất mãn. Rồi chú tắm rửa rồi sinh hoạt ở đâu? Ít có tắm lắm hả? Trời ơi, bao lâu mới tắm một lần chứ kiểu này chết rồi. Không có quần áo luôn. Không có quần áo tắm mấy quần áo thay quần áo nó nằm vào. Cái chai là chai rượu hay là chai nước? Nước hả? Mình nên chú vậy chú đừng nhậu ha. Nước. Nhậu rồi lỡ bắt đi con hôm mưa gió có này nọ bất công lắm. Dạ, chú cũng gắng cầu nguyện này kia thêm. Xin Chúa Đức Mẹ che chở cho chú chứ chú sống mình nên như thế này mà dò cẳng kiểu này là con thấy thua rồi. Sống kiểu này là con đi con hôm mưa gió. Rồi thấy gian khổ cứ gian khổ dạ rồi thấy dò cản kiểu này mà không đi khám là nó, từ từ nó bị hoại tử là cắt cái chân luôn không phải chơi đâu. Bà cô bác cho em thương là băng quá rồi đem thuốc rồi nọ băng rửa rồi nọ chú phải mua băng rồi chai thuốc rửa bi này kia uống vô cho nó gút mũ với con thấy chú té nặng không? Sỉnh té hay là tự động té gì? Không, tại vì giờ bệnh yếu hen, yếu sẵn. Té. Có bị gãy xương chặt khớp gì không mà nó bị sưng cho nó dữ vậy? Chú dở ra con coi cho nó thoáng. Trời ơi trời. Xương mỡ nó chảy ra mủ không à chú ơi. Sưng không. Chú nhận vô coi nó có bị mớp thủng gì không? Trời ơi nó là mủ cái gì rồi? Nó mũ ghê quá. Giờ chú bây giờ phải đi khám mới được chứ. Không có đi biển rồi, khám bệnh. Để lại đi để gùi nó vô, nguy hiểm quá. Giờ chú phải con cho tiền chú đi ăn cơm nhưng mà chú lại tiệm được không? Hay là chú hay con mua lại cho chú? Được. Chú nằm kiểu này thấy tội nghiệp quá.
Chú thường làm ơn làm phước làm ơn làm phước của chú có ngày hôm nay đó. Chú ngày xưa chú hay cũng làm từ thiện, làm giúp đỡ người nghèo ha. Đúng rồi. Đỡ người nghèo. Sao bây giờ chú lại khổ mà không ai giúp, thấy khổ nè. Không, chú không đỡ. Chú đỡ chú là chú ra chú là chú thí cho là nhà chung nha. Chú thí cho người nghèo rồi nói chú thí cho con cũng là người công giáo cho nên con hiểu được cái cảm xúc như con trải lòng với chú được, tại vì người công giáo của mình cũng cũng ít có bỏ ai lắm, hay san sẻ giúp đỡ lắm. Dạ. Dạ. Chú vô nhà thờ hoặc là vô mấy khuôn viên nhà thờ đó, chú kiếm một cái chỗ nào sạch sẽ chú nghỉ ngơi ở đó, tắm rửa sinh hoạt trong đó luôn cũng được, thậm chí mấy sơ mấy dì Phước á, rồi mấy cha cũng có thể là các cha cũng có thể cho mình ăn, cha với mấy dì sơ không bỏ đâu, nhưng mà chú nằm kiểu này là con thấy ví dụ như chỗ này người ta mở cửa ra người ta làm mà sao chú cũng phải đi chứ, đuổi chú đi chứ người ta đâu có để cho mình ở đây được, không có mùng mền gì trơn nè. Dạ, chú còn đi nói ha. Ừ. Giò này chắc đi cây nhắc nhắc thôi. Nghe nhắc 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 đi ngán đi. Dạ. Chú ở đông thôi, tại mình bò. Còn chú là hiện tại bây giờ là có người nuôi bò này kia nữa ha. Để ông già vợ gì đây? Để ông già gột rồi con gái mình cũng để cha mẹ để gì luôn. Chú có thấy buồn tuổi gì không? Không, không buồn tuổi gì. Phải còn sống chú vậy đi. À, chuyện đó. Chú cam chịu cái số phận mình vậy rồi. Con cái thì giờ nó khá giả mừng cho nó, nhưng mà nó không giúp được mình cái gì hết, mình cũng không buồn. Một người cha phải nói là tấm lòng rất là rộng lượng, bao la, nhưng mà con cái nó không biết hả chú hả? Có khi nào mà trong 7 đứa con đó có khi nào mà một đứa kêu chú về ở không? Cũng có, nhưng mà cũng không ở. Chú không thích ở chung. Không, không biết ở. Sao làm phiền dâu ghế? Chú đi lang thang vậy đó. Dâu cũng là miền ghế không được. Dạ, nó không có nói mình được. Chú sống mình lên thôi. Giống con nó nào nghĩ vậy thôi. Có bao giờ đi ngang thấy chú ghé thăm chú cho tiền chú không? Sao kỳ ha, sinh con ra cả đống rồi gặp cha mẹ như thế này là bỏ ngang được ngang xương gì cũng hay thiệt. Dạ không, con bỏ thuốc rồi, con bỏ thuốc rồi. Chú hút thuốc hả? Còn thuốc hút không? Bỏ thuốc được cũng mừng cũng tốt lắm. Con không có chuẩn bị trước, con gửi cho chú cái này nè, chú bỏ túi. Mua gì đó mua. Mua gì đó mua rồi ăn được cái gì ăn. Dạ. Xin Chúa ban phước lành cho ông. Cho cháu luôn vui vẻ bình an. Dạ dạ con cảm ơn chú. Có duyên thì mấy chú cháu mình gặp lại trên chiến đường này. Chú mua cái gì băng gì đó chú úp cái giò chú lại đi rồi rửa cho sạch sẽ. Thuốc men uống vô là con nghĩ là vài bữa nó sẽ sẹp xuống. Đúng. Rồi, chúc chú luôn bình an ha. Rồi, dạ. Dạ, cháu. Dạ. Dạ, dạ.